Con tàu đánh cá này mang số hiệu 64954 là tàu sắt của nước ngoài, bị chìm và trôi dạt vào vùng biển tỉnh Bạc Liêu. Đến khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2018, các chiến sĩ đồn biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đã đưa con tàu này vào bờ an toàn. Thiếu tá Nguyễn Thanh Thiện, đồn trưởng đồn biên phòng Gành Hào cho biết, vào chiều ngày 10 tháng 3, lực lượng nhận được tin báo của ngư dân về việc phát hiện có một chiếc tàu sắt nước ngoài bị chìm và trôi dạt vào vùng biển Bạc Liêu. Trên tàu không có người. Đồn biên phòng Gành Hào đã báo cáo với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhận được chỉ đạo cử lực lượng phương tiện đi trục vớt. Chiều 12 tháng 3, đồn biên phòng Gành Hào đã huy động 4 tàu dân sự và cử lực lượng đi trục vớt. Thì đến 18 giờ ngày 12 tháng 3 đó thì lực lượng chúng tôi đã tiếp cận được cái tàu bị chìm này, thì tiến hành là bơm nước các khoang tàu để nó nổi lên để lai dắt vào cửa Gành Hào. Nhưng trong quá trình lai dắt thì trời tối rồi là sóng gió rất to, cho nên là rất khó khăn khi tiếp cận cặp được cái mục tiêu và cột được những cái dây. Nhưng mà trong quá trình lai dắt thì là đến 6 lần nó đứt cái dây neo, đứt cái dây kéo đó, là chúng tôi rất là khó khăn trong vấn đề là xử lý. Nhưng với cái tinh thần quyết tâm của anh em thì cũng cố gắng thực hiện, và đến thời điểm này là coi như là thành công, tàu đã đưa vào cửa Gành Hào. Chiếc tàu sắt này dài 34m, rộng 6,5m, trên hiệu tàu viết bằng chữ Trung Quốc, có nghĩa đại cát, đại lợi. Trên tàu có một số nhu yếu phẩm dự trữ và nhật ký hành trình. Đồn biên phòng Gành Hào đã báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết tiếp theo. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.